童话里做英雄。哦，举举吧，热血心中流动。哦，举举吧，你坚强我手中，让世界更美好，坚持就一定成功。举举吧，童话里做英雄。哦，举举吧，热血心中。68 飞船咪号，bạn cũ là phải như thế đó. Ông đã giúp tôi thoát kiếp nạn này. Có chuyện gì vậy? Sao ông lại chạy về phía đám cháy thế? Đừng lằng nhằng nữa. Ông dùng tôi làm cái xe đẩy hả? Giờ tôi chẳng còn gì nữa rồi. Thôi nào, đó chỉ là tai nạn thôi, đừng buồn. Đó không phải là tai nạn, tất cả là do ông. Tôi đâu có cố ý. Tôi chỉ muốn nghiên cứu máy chuyển đổi carbon của ông thôi mà. Ông được lắm. Ông vừa mới thổi bay công trình của tôi rồi đấy. Đừng nói thế. Nó đã bị phát nổ trước cả khi tôi bắt đầu nghiên cứu nó cơ mà. Đi đi, đi khỏi đây ngay. Bị fire, vì nó đã bị phá hủy rồi. Ông có thể đi cùng với chúng tôi, giải cứu bạn bè tôi và cùng tôi thành lập lại đội GLIB. Ông phải lập tức rời khỏi đây. Được rồi, nhưng ông nên đi cùng chúng tôi. Tôi không đùa đâu. Sẽ quá trễ nếu không đi ngay. Chúng sẽ tới đây sớm thôi. Gì cơ? Nhưng mà chúng đáng nhẽ phải ở đây sớm hơn nếu chúng phát hiện ra rồi chứ. Ta đã nói rồi, đống nhựa đó có tác dụng như một tấm chắn bảo vệ, không phải rác đâu. Tấm chắn nhựa. Vậy ông nghĩ nó là gì? Chúng là nguyên liệu được dùng để phản xạ sóng tín hiệu. Giống như màn bọc bảo vệ vô hình được kích hoạt bởi tàu vũ trụ à? Đúng vậy, nhưng chúng có thể trực tiếp phản xạ lại sóng radar của Liên Minh, nên họ không thể nào định vị được hành tinh này. Thảo nào mà Liên Quân không thể tìm được nơi hạ cánh khi mà chúng săn đuổi chúng ta. Ta đã trốn chúng cả năm trời rồi. Tấm chắn bảo vệ của ta đã bị đốt cháy hết. Chúng sẽ xác định được tọa độ của chúng ta sớm thôi. Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây? Phải đi khỏi đây ngay đi. Đi kiểu gì bây giờ? Phi thuyền đã hỏng hết rồi. Được rồi, đừng lãng phí thời gian của chúng ta nữa. Để cái phi thuyền lại đây cho tôi. Gì cơ? Báo cáo, radar đã phát hiện một hành tinh kỳ lạ nơi mà đội GLIB biến mất trước đó. Một hành tinh kỳ lạ. Dựa vào tọa độ đó thì đáng nhẽ hành tinh đã bị lãng quên, nhưng tọa độ lại không bị khóa. Có gì đó đang bị thiếu. Là lão già đó. Thông báo ngay cho đội truy kích đi kiểm tra. Quét sạch tất cả chúng. Một khi các thông tin được xác định chắc chắn. Vâng. Vâng.
Tiến sĩ Miho, cháu sẽ đưa mọi người tới phi thuyền. Mọi việc ở đây như thế nào ạ? Việc của nhảy dịch chuyển không gian mà động cơ bị quá tải rồi. Nó đã bị thiệt hại khá nghiêm trọng. Vậy bác phải sửa ngay đi. Ta đã dùng hết nguồn tài nguyên của phi thuyền cho Woody rồi. Bifire, làm ơn nghĩ cách nào đó được không? Làm sao mà tôi phải nghĩ cách thoát được chứ? Ông đốt sạch phòng lab, làm bể bình chuyển đổi carbon của tôi. À đợi đã, bình chuyển đổi. Bác có cách thoát thân à? Các người gặp may mắn đấy. Cái gì đây? Bộ lõi đầu tiên của bình chuyển đổi carbon. Nó có thể được dùng để sản xuất ra loại nhựa đặc biệt kia. Và chúng ta có thể dùng loại nhựa đó để sửa phi thuyền. Tốt rồi, vậy hãy bắt tay thôi. Nhưng mà để khởi động nó thì khó đó. Đã hàng năm trời rồi, chiếc bình chuyển đổi này không thể hoạt động tốt được nữa. Gì cơ? Ông đang đùa đó hả? Cho tôi mượn một vài bộ phận của chiếc phi thuyền, có lẽ tôi có thể làm nó vận hành lại được. Ông đã nói sớm hơn mới phải. Ông có thể lấy bất cứ bộ phận nào ông muốn. Được rồi. Tốt rồi. Woody ơi, chúng ta có thể sửa phi thuyền rồi. Chuyện gì vậy? Tiến sĩ Miho ơi, bác Bifire nói là vài bộ phận phải không ạ? Ừ. Sao cháu có cảm giác bác ấy đang tháo cả chiếc phi thuyền ra vậy? Bifire, ông đang tháo cả chiếc phi thuyền của tôi ra. Ừ, nếu không thì tôi không sửa được bình chuyển đổi carbon đâu. Vậy tại sao lại tháo dỡ luôn cả động cơ ra chứ? Bifire. Thôi nào, sao ông lại ngủ vậy? Ai đó? Tôi đâu có ngủ, tôi đang nghỉ đó chứ. Giờ thì xong rồi. Ông tháo cả động cơ của tôi ra chỉ vì mấy con ốc vít hả? Đừng quan tâm quá đến tiểu tiết như thế. Xem ra kỹ năng của ông cũng ổn, nhưng mà tôi thì giỏi hơn. Xong rồi. Ta nên lắp nó vào đâu nhỉ? Bifire à, làm ơn hãy đáng tin một chút nào được không? Được rồi, cứ từ từ. Lại ngủ nữa à? Dậy đi. Dậy đi, nhanh lên. Dậy đi. Tiến sĩ Miho, có chuyện gì vậy ạ? Đội cảnh vệ liên minh đã phát hiện ra chúng ta rồi. Chúng sẽ tới đây trong vòng vài phút tới. Xong rồi. Xong rồi à? Tôi đã lắp đặt chúng xong hết rồi. Nhưng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Cái gì cơ? Ông làm ơn có trách nhiệm một chút được không? Đội cảnh vệ sẽ tới ngay bây giờ. Ông đã tháo tung cả phi thuyền của tôi rồi. Giờ thì ông xong với mấy chuyển đổi chưa vậy? Cứ bình tĩnh. Bộ chuyển đổi cần có bộ ngưng thì mới hoạt động được. Chúng ta cần bộ ngưng thật đó hả? Cũng không hẳn. Nhưng không có thì sẽ phát nổ đấy. Vậy thì chúng ta cần dùng nó thật rồi. Đúng vậy. Cho nên là hãy bình tĩnh lại và chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu thôi. Làm ơn nghiêm túc một chút được không? Ta nghiêm túc mà. Woody. Nè, ông muốn gì? Woody. Woody.
Ông làm cái gì vậy? Quýt đi, quýt đi. Nói gì đi? B-Fire, bác làm cái gì vậy? Gì cho bác bình tĩnh. B-Fire, làm thế nào để cứu tất cả chúng tôi? Cháu không tin. Bác ấy hỏi tung cả phi thuyền và cả Quýt đi ra rồi. Bác không sao chứ? Làm ơn bình tĩnh nào. Quýt đi, cậu sao rồi? Xin lỗi vì tất cả những rắc rối mà tớ đã gây ra cho cậu trong suốt khoảng thời gian qua. Cậu không phải rắc rối, cậu là bạn thân nhất của tớ. Nếu như tớ có thể giúp cậu thoát khỏi đây và tránh được truy bắt thì tớ sẽ yên lòng hơn. Đừng nói như vậy, hãy đi cùng nhau như một đội nào. Tớ không biết là tớ còn có cơ hội không. Quýt đi, quýt đi. Gigi Bon, đừng khóc, bình tĩnh nào. À, đúng rồi. Tiến sĩ Miho, kẻ phản bội của Liên minh các vì sao Super Fan, ông đã bị bao vây, đừng chống cự. Đây là... Không, đây chỉ là hình ảnh phản chiếu thôi. Rút lui, chạy mau. Woody à, cậu thấy sao rồi? Tớ vừa có một giấc ngủ thật ngon. Tớ rất mừng vì cậu vẫn ổn. Tất cả các bộ phận của phi thuyền đều hoạt động tốt. Cảm ơn ông vì đã làm giúp chúng tôi một động cơ mạnh hơn mà kích cỡ lại nhỏ gọn. Cảm ơn bác đã phục hồi lại bộ ngưng cho Woody ạ. Woody giờ đã có thể phục hồi lại như bình thường rồi. Ông có thể ngủ mà mở cả hai mắt như thế à? Ai gọi ta? Có chuyện gì? Tôi có một câu hỏi quan trọng cho ông đây. Gì cơ? Quay lại với đội GLIB nha, được không? Vì bây giờ phòng thí nghiệm của tôi đã tiêu rồi, nên tôi có thể chấp nhận lựa chọn đó. Sao nào? Được rồi. Tuyệt, quá tốt rồi. Chào chị, bong bong thang, phía trước thang.